Vừa qua tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức hội thảo Hiệp định TPP cơ hội và thách thức phát triển ngành công nghiệp Việt Nam. Tại hội thảo, các chuyên gia đã chia sẻ những khó khăn thách thức cho ngành công nghiệp Việt Nam khi Hiệp định TPP đi vào thực thi. Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Quốc Khánh cho biết, khi hội nhập và tham gia Hiệp định TPP, các thành phần kinh tế đều cạnh tranh bình đẳng và một thách thức không nhỏ cho lĩnh vực công nghiệp. Đó là nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ sẽ phải rời cuộc chơi, nhưng đây là điều kiện để tái cơ cấu các ngành sản xuất. Thứ trưởng nhấn mạnh, việc đưa ra những khuyến nghị và đóng góp ý kiến của các chuyên gia cần đi kèm những chính sách thì mới đem lại hiệu quả cho doanh nghiệp. Bộ Công Thương cũng khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam cần chủ động tìm hiểu các thông tin liên quan về các hiệp định thương mại tự do để có thể nắm bắt thông tin cũng như là các cam kết cụ thể trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh của mình. Từ đó có những biện pháp tận dụng các cơ hội hiệp định TPP mang lại. Về dài hạn, các doanh nghiệp trong nước cần bám sát lộ trình và các quy định về mở cửa thị trường của Hiệp định TPP để xây dựng kế hoạch đầu tư sản xuất hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như tận dụng được cơ hội tham gia chuỗi cung ứng trong khu vực.